Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay là ngày 28 Tết năm Kỷ năm Canh Tý. Mình làm một cái phóng sự về bánh chưng. Trước phóng sự mà mình cũng xin có lời gửi chúc năm mới tới tất cả các bạn xem kênh của Đức Nhân TV, một năm mới, một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cho năm mới và luôn ủng hộ kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới anh rể mình là một người gói bánh chưng rất đẹp tại thôn 7 xã Thượng Mỗ là anh Đàm Văn Vinh. Hôm nay mình nhà mình cũng nhiều năm rồi, cũng gói bánh chưng thì cũng đều nhờ anh và một số hàng xóm cũng đều nhờ anh gói bánh chưng. Hôm nay mình đến làm một phóng sự và bất kể một người dân Việt Nam nào khi Tết đến xuân về thì đều có nồi bánh chưng xanh và đều gợi nhớ lại cho chúng ta về một cái câu chuyện truyền thuyết từ thời vua Hùng thứ 6 sinh ra rất nhiều người con, hoặc tất nhiên nhiều người con, và khi về tuổi cao thì ngài muốn truyền ngôi báu cho các con của mình, thì ngài với gọi các con lại là Tết này xuân tới thì ai có một vật báu quý gì cũng dâng lên ngài mà có ý nghĩa thì ngài sẽ truyền ngôi báu cho. Thì tất cả các hoàng tử của vua Hùng thời thứ 6 đều cũng đi tìm những vật báu từ trên rừng xuống biển. Thì trong đấy có cậu hoàng tử tên là Nan Niêu thì đã tìm cách nghĩ mãi suy nghĩ mãi thì ngài chàng đã mang các cái vật phẩm được đời thường của người nông dân nhất, đó là hạt gạo quý như hạt ngọc, và để làm cây bánh và được cái giấc mơ báo có một cụ già báo cho là con hãy chọn những hạt ngọc tức hạt gạo quý nhất để làm bánh và làm nhân là thịt, đó là quái quả cả cái đưa cả cái vũ trụ vào trong cái chiếc bánh và ngoài là những cái lá bọc. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn về những cái những câu chuyện truyền thuyết lại từ xưa và hôm nay là đời thực, là những cái chiếc bánh chưng của người nông dân. Trước khi gói bánh chưng thì chúng ta sẽ phải làm những cái gì và cần những cái gì, thì mình cũng xuống đây làm phóng sự này. Sáng nay trời rất là sớm, mới có 6 giờ sáng thôi, cùng mùa đông sắp Tết nên là thời tiết cũng còn tối và cả hình ảnh quay nó cũng không được đẹp lắm. Thì mình cũng đưa các bạn tới gia đình của anh rể mình chuẩn bị những cái gì để làm nồi bánh chưng các bạn nhé. Thì các bạn theo dõi mình. Đây là cái gạo nếp đã ngâm. Anh ơi, cái gạo này ngâm từ mấy tiếng anh nhỉ? 10 giờ đêm. Từ 10 giờ đêm. Và bây giờ là được 4 tiếng 5 tiếng nhỉ? Ngâm từ 10 giờ đêm để có một cái gạo để mà chuẩn bị cho cái bánh chưng các bạn nhé. Và chọn cái gạo này phải gạo ngon anh nhỉ? Gạo ngon dẻo. Gạo ngon dẻo thì bánh mới ngon được các bạn. Đây là cái gạo mà đã ngâm qua đêm từ 10 giờ đêm và bây giờ là 6 giờ sáng để chuẩn bị ra. Có chuẩn bị một nồi bánh chưng này các bạn này. Cái này có phải trộn gì không anh? Muối. Muối à? Cho muối cho đậm. Muối cho đậm rồi. Đây là chọn muối các bạn này. Đây là bắt đầu chuẩn bị bánh này. Đây chứ phải trộn gạo đều với muối. Và gạo là phải chọn gạo ngon, gạo dẻo nhỉ. Vì trong nếp với các loại nếp thì có những loại nếp nó cũng không được ngon lắm, đúng không anh? Phải chọn đây các bạn phải đảo đều gạo này để trước khi là có một nồi bánh ngon thì các bạn nhìn này. Cái này là phải đến hơn 20 cân đấy nhỉ? 20 cân mấy nhà người nhờ đấy các bạn. Phải trộn muối đều lên. Có muối vào. Đây là cái công đoạn từ đầu tiên các bạn nhé. Đây là cái gạo ngâm qua đêm từ 10 giờ đêm hôm qua. Và sáng nay là 6 giờ sáng nay bắt đầu gói để chuẩn bị cho một nồi bánh chưng. Đây là về gạo. Còn mình sẽ chúc mình sẽ quay ra thêm cái lá và cái nhân. Quay ra xong cái gạo này. Đưa lên để cho gạo rất đẹp thôi, ngâm qua đêm gạo. Và trên là cái sự tích câu chuyện bánh chưng các bạn biết đấy, nên những hạt gạo như hạt ngọc đã nuôi sống cơ thể mỗi con người chúng ta. Trên là con của vua Hùng đời thứ 6 đã nghĩ ra cái bánh chưng đã hàng bao năm nay rồi, truyền thuyết đã bao năm nay rồi và nó mãi mãi trường tồn với lịch sử người Việt. Còn cái lá rong đây là mình cắt từ
Rồi hôm 26 anh hay 25? 25. Thứ 25. Phải chọn những cái lá các bạn dẻo. Để cho nó dẻo, nó không cứng thì cái gói bánh nó mới vuông các bạn. Lá đã chọn và bọc và cột, bây giờ là mới bỏ ra các bạn nhé. Còn cái đậu xanh này là ngâm nó cũng tủ tốn của anh. Đấy, cũng ngâm từ 10 giờ đêm các bạn. Đậu xanh này, chọn đậu ngon, đậu xanh này. Và đây là cái nhân thịt mà các bạn biết câu chuyện này, vua con đời Hùng Vương thứ 6 đã có, con trai của vua Hùng thứ 6 đã cho cái bánh chưng bằng nhân thịt lợn vào trong chiếc bánh này, đưa cả vũ trụ vào trong này. Đấy, thịt cũng phải thái, thịt ba chỉ anh nhỉ. Cái này có thêm tẩm ngoài cái muối ra, phải có hạt tiêu nhỉ. Muối ớt hạt tiêu thì cái muối hạt tiêu thôi, không ớt. Muối hạt tiêu thôi chứ không ớt. Ớt thì cay quá, trẻ con khoan được. Hạt tiêu cho vừa thôi chứ. Các bạn đã chứ là phải chọn cả thịt, nhân thịt này các bạn. Ba chỉ có lạc, có mỡ để nó bánh chưng nó ăn nó cũng có chất vị béo. Dẻo. Vị dẻo. Bánh nó có dẻo hơn. Chứ không phải là cứ cho toàn thịt lạc vào thì ăn cứng đúng không? Khô. Khô bánh nên là phải có mỡ các bạn. Mềm. Nó mềm thịt, mềm bánh chưng. Câu chuyện từ thời đời vua Hùng thứ 6 mà đến bây giờ chúng ta vẫn còn giữ được những nét văn hóa truyền thống để có những nồi bánh chưng Tết. Và có nồi bánh chưng Tết thì mấy cái khí thế của Tết nó mới ấm cúng, nó mới có một chút văn hóa truyền thống dân tộc. Các bạn đã chuẩn bị này. Gạo, lá này, nhân đỗ tương, nhân đỗ xanh này, đậu xanh này và thịt ba chỉ. Đều phải trộn các cái gia vị đơn giản nhất là muối với lại hạt tiêu để cho thịt nó có vị. Và phải dùng ba chỉ này thì cho cả mì chính, có mì chính, một chút mì chính để có chút vị ngọt, đưa vào trong bánh là có cay có ngọt. Và thịt lợn thì nó có tính ấm này các bạn. Đây là cái khâu chuẩn bị các bạn. Và sau đấy là sẽ cái chuẩn bị là vào chương trình gói bánh. Mình sẽ đặt cái máy lại, mình sẽ lại bấm tiếp cho các bạn xem. Đây là cái bánh các bạn nhé. Và không khí buổi sáng thì đã tang tảng sáng rồi, 6 giờ cây cối chim nó đang hót rồi. Đây một lô bánh chưng này phải rồi. Chuẩn bị lá rồi. Phải cắt từ mấy hôm trước, từ 25 để cho lá nó dẻo đi, nó đỡ khô, đỡ tươi. Tươi thì gói bánh nó sẽ hay, lá nó sẽ không được, bánh nó không được vuông, không đẹp, nó sẽ hay dễ bị gãy. Còn đậu xanh thì phải ngâm cũng từ 10 giờ đêm hôm qua, thì sáng nay làm nhân. Gạo, nếp cũng chọn. Thịt thì phải thịt ba chỉ, thì nó có chút mỡ thì bánh nó mới dẻo, bánh nó không khô bánh. Bạn nhá, trong quá trình mình vừa đi một chút việc bận, bây giờ quay lại thì đã được rất nhiều bánh rồi. Chỗ này được 1 2 3 4 5 6 và ngoài kia được 8 9 10 12 giò, 13 giò rồi. Và sắp sửa là anh Vinh sẽ gói một cái bánh dày nữa, bánh dài, gọi là bánh chày gọi là bánh chày. Đây thì tượng trưng cho vuông, tượng trưng cho đất các bạn này. Và sắp sửa một cái tượng trưng hình tròn để dựng chứng cho trời. Đấy, trời tròn đất vuông. Đấy, kiểu có âm dương. Đấy, mình đang vừa bận mình quay lại cái này làm tiếp cái video cho các bạn xem cái phóng sự gói bánh chưng ngày Tết của gia đình nhà mình. Đấy, anh rể mình đang làm cái bánh tiếp theo đây. Còn rất nhiều gạo nhưng mà mình sẽ quay cái bánh dày trước, xong trước đó mình sẽ quay tiếp các cái nửa nồi nửa vào nồi. Hai ngày quá đầu chưa, trên chưa gói, vừa đi tắm chưa gói. Đấy, những chiếc bánh chưng rất là vuông vắn các bạn này, rất là vuông vắn. Đây là được hơn chục chiếc rồi,
quay lại cho đã hơn được trước rồi. Vừa cái một cái bánh gọi là bánh chay, giống cái chay gọi bánh chay, nhưng tượng trưng nó hình tròn tròn thì gọi là tượng trưng cho đất vuông trời tròn. Đấy, các bạn, đây là được 89 kiểu bên kia được 6 là 15 giò. Mười năm hộp bánh rồi và còn rất nhiều gạo, rất nhiều gia đình gửi một gói nhờ 4-5 nhà đấy các bạn. Và bác làm một cách cũng là làm giúp không công đấy, ngày Tết nhiều gia đình cũng bận và một số thì gói không đẹp thì không gói, bởi vì còn không phải chỉ để ăn mà còn đi lễ Tết, đi biếu, đi lễ Tết trong gia dòng tộc bên nội bên ngoại ấy. Cho nên là cái bánh nó phải đẹp một chút các bạn, nó phải vuông vắn các bạn, vuông thềm sắc cạnh này, không cần dùng các bạn nhé, không cần dùng khuân, và làm rất là đẹp, bàn tay rất là khéo. Và anh cũng gói từ trong ngày đi bộ đội, gói trong quân đội về nhà cuối trong tròm xóm này, giúp cho tất cả mọi người xung quanh đây, ai nhờ thì giúp. Và hôm nay là 29, gần cách đây hôm qua kia đã đều gói cho mấy gia đình rồi. Và trước bữa này gói trên anh cả nhà mình cũng nhờ bác gói luôn cho. Bây giờ là cái bánh chay các bạn nhé, các bạn xem biết được không, bốc vào cái thùng rộng như thôi, hay để cái mâm lên đây. Mâm. Cắp lại kia, cắp có chỗ dép để chưa? Đấy, dép đây. Cầu thì dép đây. Đốc tìm sau. Cắp này không biết được sao rồi. Rồi các bạn xem tiếp cái công đoạn của cái bánh trưng dài, nó trưng rồi. Bánh dài về gói dài thì phải để lá theo chiều dọc tất cả của chiếc lá và để ba lượt lá các bạn ơi. Đấy, sau này làm cái rãnh để cho nhân vào trước. Cái này sẽ cắt ra thành khoảng tròn, khi cắt ra nó sẽ thành cũng khoảng tròn rất đẹp. Còn kia thì phải sắt bằng nạt, sắt nên từng thành 8 bổ 8 này. Cắt dây. Còn đây là cái bánh dài luôn. Đấy, rất nhiều nhân nhiều hơn, phải mất 3-4 nhân vào đây, dài luôn. Đây mình có nói lại các bạn đây, và dùng vẫn về thịt ba chỉ. Ba chỉ vào chỉ cho nó có mỡ để nó mềm cái bánh, ngon cái bánh nó béo, ngậy một chút. Với lại cái đỗ này. Đỗ đen, đỗ xanh, đỗ xanh này, đậu xanh này. Đấy. Bác cái thằng quay bánh Tết mà con cún nó cắp mất dép của bác ấy. Thế đi không? Nhà nuôi nhiều cún quá, nó cắp ra gốc vườn gốc bưởi chứ phải đi tìm. Đấy là cái bánh chày đang bọc cuốn lá. Các bạn nhìn thấy đang bác đang làm. Nên mình vừa giới thiệu nãy các bạn, nạt thì phải nạt chọn cái rang nó bánh tẻ anh nhờ thì mới dẻo. Để chọn rang bánh tẻ thì cái nạt rang buộc để nó mềm, mà nó mềm thì buộc nó mới chặt được các bạn. Nên các cụ bảo là lạt mềm buộc chặt đấy các bạn. Chính vì thế là phải dùng chọn cái từ cái rang, là phải cây nó không được già thì buộc nó cứng, nó hay gãy, non quá không được, mà nó bánh tẻ nó dẻo dẻo. Đấy, còn bánh thì lá rong này là bác cái trồng được, lá nó đẹp hơn mà bánh nó sẽ xanh. Bánh nó xanh. Đấy, vì nếu mà mua thì người ta chuyển từ xa về thì lá nó sẽ để nâu, nó héo lá. Còn để đúng tầm ngày cắt khoảng tầm 3-4 ngày thì lá nó vừa độ xanh vẫn còn này. Và chăm được thì lá nó đẹp, lá thì cái bánh trưng bỏ ra thì nó sẽ đẹp. Nó sẽ xanh, trông cái bánh nó ngon. Còn nếu mà nó nhạt nhợt nhạt thì cái bánh nó sẽ không được ngon lắm, mắt nó không đẹp mắt. Nó phải đẹp mắt thì mới thích ăn. Đấy, đầu tiên nó gây cho mình phải thoại thèm. Thì cái bánh ngoài yếu tố như gạo, gạo trọn, gạo dẻo, gạo nếp dẻo này, gạo nếp tốt này,
đậu xanh cũng loại tốt này, và thịt ba chỉ, và phải chọn những gia đình người ta nuôi lợn sạch chẳng hạn đấy, người ta chăn nuôi từ chất dư thừa của nông nghiệp như các cây rau cà cải, su hào các thứ, rồi là khoai cái thừa để chăn nuôi thì nó sạch con lợn nó sẽ ngon con lợn. Và làm nhân bánh này thì lễ Tết các bạn, và cũng là để thưởng thức những món bánh ngon của gia đình ngày Tết, thì phải có những khâu chuẩn bị cái gì càng kỹ thì cái bánh nó sẽ càng ý nghĩa và chất lượng, vừa ngon về cả mắt và ngon vào cả cái thực chất của lợn. Cái bánh này đang hoàn thành các bạn. Ngày xưa bé là mình hay đeo cái bánh vào cổ, khi làm bánh thì mình đeo mình chơi nghịch. Bây giờ lớn rồi, nay mình làm cái kênh, làm cái chương trình phóng sự nồi bánh trưng xanh ngày Tết này cho các bạn xem, thì ý nghĩa mình biết rằng trong nước rồi một số gia đình cũng không làm nữa, và toàn đặt thôi hoặc mua luôn. Như thành phố thì giờ họ lớn lên, có khi một số học sinh chắc cháu nhỏ lớn lên cũng không biết là cái làm bánh trưng nó từ đâu. Thì nay mình làm một cái phóng sự này cho một số thanh niên ở thành phố hoặc một số thanh niên ngay địa phương, rồi có khi cũng chứ chắc đã được xem, thì mình cũng làm, và một số các bạn đồng bào xa tổ quốc và bạn bè quốc tế đó xem là cái ý nghĩa của cái bánh trưng xanh của người Việt như thế nào. Có lá xanh là màu xanh của mộc, của mùa xuân, rồi màu vàng là của thổ, màu trắng của kim, và có khi đốt lửa lên thì có ngọn lửa là có hỏa, và có thủy là nước để cho nước chín, thì trong cái bánh nó có yếu tố đủ cả ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Nên một năm mới thì cái bánh trưng đại diện cho cả một cái vũ trụ, và hình vuông đại trưng cho đất, và cái bánh kia là tượng trưng cho trời. Nên là mình bảo anh gói cho cả cái bánh dài, cái này để có đầy đủ, có âm, có dương, có trời, có đất để đưa vào trong cái ngôi nhà mình, để một năm mới cầu vạn sự tốt lành, cửa cầu ý sơ nguyện là phóng tâm cho một năm mới, một mùa xuân mới các bạn. Đây là được rất nhiều rồi, và bên kia nữa. Và anh gói suốt một mình từ lúc 6 giờ sáng mà mình nên làm phim ấy, xong mình về bận mình lại quay lại đây thì cái số bánh này được nhiều hơn rồi. Và trước đó sau đây đại bạn đi tiếp quay, mình sẽ lại đưa các bạn đi tiếp, anh làm giúp cho một anh cả nhà mình nữa, đã chuẩn bị rồi. Và từ hôm qua hôm kia là đã làm rồi, nay là 29 âm Tết, 29 Tết tháng Chạp, 29 Tết của năm Kỷ Hợi sang năm Canh Tý rồi. Thì anh vẫn phải bận rộn giúp cho mọi người. Trong khi đấy là công việc đồng ruộng thì nhiều gia đình vẫn còn rất nhiều việc mà họ vẫn phải làm. Một số người họ vẫn phải ra đồng để làm những ngày 30 Tết, 29-30. Người nông dân rất vất các bạn. Nhưng mà cái Tết rất ấm cúng khi có những nồi bánh trưng xanh này các bạn. Là mình mới làm một cái video clip này để tặng các bạn cái năm Canh Tý này, một cái mùa xuân ấm áp chất dân tộc các bạn nhé. Các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình, mình sẽ có nhiều cái video truyền thống như võ vật, rồi là văn hóa truyền thống, lễ hội truyền thống, rồi là vừa phải cho vào rồi còn phải thẳng ngăn để cho cái bánh nó tròn, nó không bị méo, và cuốn nạc cũng phải chia đều ra để cho nó không bị phì khi luộc, nó không bị khi nắng lở, nước nóng nó nở ra thì cái bánh nó sẽ không bị phá, không bị vỡ. Thì vỡ thì nó sẽ phòi ra thì cái bánh nó cầm cái bánh nó sẽ trơn. Bánh trơn thì cầm nó sẽ không đẹp tay và không thích. Nên là bánh phải gói phải mấy lượt lá này để cho nó không bị phì và không nước vào thấm vào trong. Đấy các bạn. Nước vào trong cái bánh nó sẽ bị nhạt. Đấy, phải giữ được cái hương vị của bánh đó là phải giữ được chất gạo thơm của lúa nếp và đậu xanh, các hương vị cho vào trong cái bánh này, là đưa cả các cái hương vị, đủ các cái hương vị để nó bổ cho cả cái ngũ tạng của chúng ta. Thì mỗi một cái vị nó đều đi vào một cái vấn đề, ví dụ ngọt thì nó có thể là vào tim đấy, còn nó đen ra đắng cay cay một chút của quả tiêu ấy thì nó sẽ tốt cho này. Đấy, các bạn đã xong hoàn thiện cái bánh chay. Cái này tượng trưng cho nó, hình người ta nhìn hình tròn thì tượng trưng cho trời, còn cái đây thì tượng trưng cho đất, có âm có dương các bạn nhé. Đấy, mình vừa nói chuyện chia sẻ, đây là cái bánh trưng nghĩa của ngày Tết với các bạn. Bây giờ các anh lại quay tiếp những cái bánh vuông, và mình cũng chia sẻ luôn các bạn luôn những cái clip này để làm tặng các bạn ngày Tết, ngày xuân. Đấy, các bạn phải dài vài lượt lá như này, và cái lá rong rất là đẹp, trồng được các bạn. Đây là hoàn toàn gia đình trồng được cái lá này, chứ còn nhiều gia đình giờ họ phải mua, các bạn mua, nhất là mua lá rồi chuyển từ rừng về thì người ta phải khai thác sớm, thì người ta còn vận chuyển trên xe, rồi còn qua những người công đoạn là vác hoặc là kinh doanh ấy, thì cái lá nó sẽ bị dễ bê đi lại, nó sẽ bị rách ấy. Thì cái bánh trưng nó không bao giờ ngon được và nó không đẹp. Thì đây là gia đình trồng được, cho nên cái lá rong này các bạn này đã rất là đẹp các bạn, và cũng cắt đây vài ngày rồi để cho nó héo và buộc lên cột nhà để cho cái bánh nó khi quay vào nó sẽ đẹp. Các bạn, lá rất là đẹp luôn, mà mình vừa quay clip đấy các bạn. Sau đây quay sớm thì anh có thể là cái clip nó chưa được đẹp lắm vì sáng sớm mình quay, nhưng mà
anh trồng được luôn cái lá dong tại vườn luôn, trong góc vườn mà không có cây cối, để tận dụng vào cái dạng rào để tận dụng cái lá của cái bánh tết, thì cái bánh chưng nó vừa ngon vừa đẹp, trông đẹp mắt, và cái màu xanh của bánh nó sẽ bắt mắt hơn. Các bạn đây lại gói tiếp một cái bánh thứ hai là cái bánh chày này các bạn. Bánh chưng dài, mình gọi bánh chưng dài. Nó tượng trưng hình tròn theo cái trục tròn. Chúng ta đừng có nghĩ mà hạt gạo, mà nếu mà chúng ta nghĩ về gọi là ăn chay ăn mặn thì cái vật gì cũng là chay à mặn là sát sinh hết các bạn. Tại vì cái hạt gạo cũng là sát sinh. Vì rằng nó phải hy chúng ta nó chúng phải hy sinh về chúng ta để có hạt gạo, người ta phải phun thuốc để diệt sâu diệt bọ, rồi là con cá nó bị nhiễm nước nó cũng phải bị hy sinh mạng nó. Còn ốc nó cũng hy sinh mạng của nó, và như khi những con đỉa cũng phải hy sinh mạng nó, thì nó cũng cái hạt gạo nó quý giá lắm, và người nông dân cũng rất vất vả để nắng mưa rồi là chăm sóc các bạn. Cho nên là chúng ta ăn một cái vật gì mà khi chúng ta ăn ngày Tết thì ăn những vật phẩm vào người, chúng ta nên khởi tâm bồ đề cầu nguyện cho chúng các cái vật đấy, con vật đấy được siêu thoát, thì tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh. Mà tâm chúng ta thanh tịnh thì nó sinh ra những năng lượng tốt, nó sinh ra những cái tế bào tốt để cơ thể chúng ta trường thọ và gặp nhiều cái may mắn. Cho nên năm mới mình cũng chia sẻ với các bạn một chút về tâm linh một chút là như vậy. Chứ còn nếu mà chúng ta bảo là chúng ta thì ăn bánh mà hay ăn bất kể những vật gì mà chúng ta bảo là không có thịt cá thì là không có các con vật là sát sinh thì là không sát sinh thì sai lầm các bạn. Nếu mà đã sát sinh thì kể bánh này cũng sát sinh, không cần phải cho thịt vào. Mình nói nãy đấy, tức là tất cả từ hạt lúa hạt gạo, ăn gạo không ăn cơm chay cũng vẫn bị, bởi vì sao? Người nông dân người ta phải phun thuốc để cả cây lúa nó không bị sâu bệnh, thì con cá con ốc còn các con vật sống dưới nước nó cũng phải hy sinh mạng của nó. Cho nên là chúng ta ăn những vật phẩm này là chúng ta biết là nó giá trị lắm, nó hy sinh về mình, nó vĩ đại lắm, các con vật nó cũng hy sinh cho chúng ta, hồi hướng cái tâm của mình, một cái tâm bồ đề, một cái tâm từ bi, để ăn những vật phẩm này và chúng ta nghĩ đến những cái chúng sinh đấy được siêu thoát, và chúng ta cũng nhớ đến những người nông dân họ vất vả một nắng ngày sương để sản xuất ra hạt gạo để chúng ta có những cái bánh tết hoặc những có những cái gạo tết đấy, người ta rất vất vả, thì chúng ta cũng hồi hướng cho những người nông dân họ có một sức khỏe tốt, cho một năm mới họ có sức khỏe tốt để họ làm tốt, để họ làm tốt trách nhiệm của mình để giúp cho cái đất nước Việt Nam này giàu đẹp hơn các bạn. Cho nên cái bánh chưng nó ý nghĩa rất nhiều, nó những cái tạt sợi dây tâm linh kết nối khi đặt lên bàn thờ gia tiên thì kết nối với ông bà tổ tiên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp để tưởng nhớ, để công lao ông bà đã công các cụ đã sinh thành ra cha mẹ cho ông bà ra con cháu. Và đến bây giờ cái bánh nó trôi dài lịch sử, nó theo cái thời gian, không gian vẫn tồn tại và trường tồn. Nói đây mình cảm thấy mình đang muốn khóc. Nên là chúng ta khi ăn cái bánh này thì chúng ta có một cái lòng từ bi, một lòng bồ đề tâm, nhớ ơn đến các vua hùng, nhớ ơn đến ông bà, cha mẹ chúng ta đã sinh ra chúng ta. Và ta nhớ ơn đến những người nông dân, họ đã một nắng hai sương. Và đôi khi chúng ta cũng một chút tâm khởi từ bi đến cả những chúng sinh đã hy sinh vì hạt gạo, con ốc, con cá, con vật xuống nước bị người nông dân họ phun thuốc để họ phải hy sinh cày cuốc, chúng ta cũng hồi hướng cho các chúng sinh đấy, các con vật đấy được siêu thoát để cái một năm mới, để một cái mùa xuân mới nó có một cái lòng từ bi thì nó sinh ra những cái năng lượng tốt, những cái năng lượng tích cực làm cho chúng ta cái tâm được thanh thản. Cái tâm được tinh thần thì bồ đề tâm chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thì là niết bàn, không phải tìm ở cõi nào mà chúng ta tìm ở cõi này. Chúng ta tìm lại những ngày Tết dân tộc, cổ truyền của dân tộc. Khi mà chúng ta cả một năm 360 năm ngày thì chúng ta bận rộn rất nhiều. Có khi ngày 30 Tết bận rộn. Nhưng khi chúng ta quây quần anh em con cháu dưới một cái mâm cỗ mà thiếu bánh chưng thì chúng ta cảm thấy thiếu một cái gì đấy. Khi mùa xuân, cái ngày Tết mà chúng ta ăn bánh, chúng ta có cái bánh chưng, chúng ta cảm thấy rất ấm lòng. Mỗi người một thích một cái khẩu vị khác nhau, nhưng cái bánh chưng nó làm kết nối gia đình, anh chị em trong gia đình, họ hàng đoàn kết khi ăn cái bánh chưng. Và chúng ta lại gợi nhớ về cội nguồn của dân tộc, chúng ta có nhớ những cái lòng tự hào, chúng ta có giữ được cái văn hóa truyền thống đấy suốt một chiều dài lịch sử. Cho nên hôm nay mình làm một cái video bánh chưng này. Rất mong các bạn chia sẻ ủng hộ kênh của mình để kênh của mình phát triển, để cho những cái văn hóa của vùng miền của đất nước Việt rộng hơn, xa hơn cho bạn bè quốc tế biết thêm. Và mình kênh mình có phát triển được thì cũng có thêm thu nhập, mình sẽ giúp được cho gia đình mình, giúp được cho những người thân của mình về tài chính, giúp cho con mình được học tốt hơn, trưởng tốt hơn, và có thể là cũng có tài chính mình có thể giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nên là mình ý nghĩ kênh của mình là như vậy. Chương trình hôm nay mình làm một cái phóng sự video phóng sự trong gia đình nhà mình, anh rể mình làm, đây là anh Đàm Văn Minh,
làm một cái phóng sự lời để tặng các bạn, mong các bạn chia sẻ ủng hộ kênh của mình thì kênh mình còn càng uy tín và phát triển hơn. Thì các bạn đã xong hai cái này và mình sẽ chốc nữa quay cái bánh chưng vào nồi như thế nào và đặt bánh như sao và đổ nước thế nào và đun như thế nào. Các bạn ủng hộ kênh mình xem chương trình. Khá nhiều anh nhỉ. Ba mươi dục các bạn, 30 dục gói trong gia đình mấy người nhờ, xong lại chốc lại đi tiếp mà không có công nhé các bạn nhé, gói hoàn toàn giúp mỗi anh em bạn bè giúp, không có quay thuê không có quay bán cả, mà đây là phục vụ. Bởi vì nhiều gia đình họ, mình nói nãy là họ bận không làm được và họ không làm khéo tay chẳng hạn thì họ không muốn làm, bởi vì cái bánh không chỉ có ăn mà còn đi lễ tết đi biếu, thì nên là khi bánh lại là làm bánh là phải một là khéo tay, hai là có một tâm thì để đổ thổi cả cái hồn của mình vào đấy, để gửi cả cái tâm của mình vào đấy thì cái bánh ăn nó càng có sức khỏe, ăn càng ý nghĩa. Cho hôm nay làm một cái video này mình cũng, anh em mình cũng khởi tâm nhất thanh tịnh trước khi mà làm video, mình đã lên thất dâng lễ Phật, thắp hương sáng xong rồi mình xuống đây quay phim. Mình cũng tranh thủ dậy từ rất sớm, biết là anh làm sớm nhưng mà quay sớm quá thì cái ánh sáng cái độ nét nó chưa cao thì mình cũng hơn 6 giờ đầu. Đấy các bạn, khi ngồi xem anh mình gói bánh, mình lại nãy nhắc lại mình cứ hay nhớ đến cái mà cái cảnh ngày xưa mình đeo bánh vào cổ ấy. Đấy, mà gọi là gánh cả đất nước ấy. Sao gánh cả đất nước? Bởi vì trong bánh này có nước này, có hạt gạo trồng từ đất này, từ con người sức người này. Hôm nay mình sẽ lại nhớ lại và mình sẽ làm gánh đất nước xem nào các bạn nhé. Gánh đôi bánh chưng này cho dây mình buộc, mình sẽ đeo vào để nhớ lại cái thời trẻ và trẻ con mình khi xem bố mẹ và anh chị gói bánh, xong mình làm xong mình còn đeo vào cổ này, nay mình cũng lại đeo vào cổ để nhớ lại cái thời bé, vì thời bé của chúng ta đã đi qua rồi, nó rất là đẹp, rất nhiều kỷ niệm, và hôm nay mình muốn lấy kỷ niệm nó lại về với mình, về với ngày Tết dân tộc. Đây, ngày xưa bé là mình cũng đeo cái bánh này này, mình các bạn này, mình đeo vào cổ và mình đi chung quanh nhà, khi mình còn chạy ra cổng cho rủ bọn trẻ con chơi cùng. Nhưng hôm nay mình lại đeo cái bánh này để mình nhớ lại những cái kỷ niệm mà lúc bé mình xem gói bánh và đêm trực đun bánh cùng cha mẹ các bạn đấy. Mình cái bánh tất nhiên là chỉ đeo vào lúc mà chưa cho vào nồi nấu thôi, còn cho vào nồi thì chắc chắn là không đeo được, nóng hoặc là dính được ạ. Đây mình lại làm cái kỷ niệm này, mình nhớ lại những kỷ niệm lúc bé mình xem gói bánh và mình đeo này các bạn. Đây là mình gánh cả đất nước này, gánh cả trong này có nước khi nó nấu lên là sức mồ hôi con người ta, sức con người ta để làm ra cái bánh này. Trong đấy chăn nuôi con lợn, rồi là có gạo người ta trồng vất vả này, rồi là có hạt đỗ, hạt đậu này, đấy, có hạt tiêu từ trên rừng xuống biển đều có hết cả những vật phẩm từ nông dân, từ người trên rừng để trồng được hạt cây hạt tiêu này, hoặc cây rồi là cây gạo của nông dân này, rồi là phải chăn nuôi ra cây ra con lợn, thịt lợn này đấy các bạn. Cái lá rong này, thế này là lá rong này còn trồng được, nhưng không có là phải đi mua đấy. Thế mình gánh cả dân nước, cả dân tộc này. Đây, gánh cả cái truyền thống các bạn. Mang các bạn, tức là câu chuyện bánh chưng mình nói nãy rồi đấy. Mình mang trên vai để mình nhớ lại kỷ niệm lúc bé mình hay nghịch thế này. Bây giờ đã gần 50 tuổi rồi. Mình đeo này các bạn đừng bảo mình hâm nhé. Mà cũng không phải để câu like các bạn nhé. Mình đang muốn nhớ lại kỷ niệm đó các bạn. Các bạn là thấy hay thì cho mình một like. Các bạn muốn trừ lại trẻ con để cho nó trẻ, cho nó yêu đời, các bạn cho mình một like. Các bạn ủng hộ kênh của mình thì kênh mình có tiền, mình sẽ giúp được cho gia đình mình và giúp cho nhiều người khác, các bạn cho mình một like. Các bạn thấy hay trong năm mới kênh tí này có nhiều cái may mắn khi xem video này, các bạn cho mình một like, mình cảm ơn các bạn. Và chắc chắn mình sẽ chúc các bạn rất nhiều điều tốt lành trong năm mới mà các bạn sẽ thực hiện được điều đấy, tôi khẳng định điều đấy các bạn nha. Vì một cái phóng sự hôm nay á, là mình mang cả một cái tâm huyết, mang cả một cái nhiệt tình, mình đi làm một cái video này tặng các bạn. Sau khi được một cặp bánh rồi thì mới buộc luôn một thể các bạn, buộc đẹp vào nhau, tì vào nhau cho nó cái bánh nó vuông luôn, hai dây ngang hai dây dọc bánh vuông luôn, ép chặt thì bánh không bị nước vào và bánh sẽ chắc bánh, không nhão bánh. Càng chặt càng tốt, càng chặt càng tốt.
bác Vinh chia sẻ đã làm lâu năm kinh nghiệm, càng chắc thì bánh càng ngon nhỉ. Sắn cái bánh nó chắc bánh. Vì khi gạo nó còn nở ra, nở ra thì chắc nó chắc bánh. Bánh, nó chắc bánh. Nọc nước nó vào. Nước vào bánh mất ngon, nó nhạt bánh, nước vào nó sẽ nhạt. Ăn cái bánh nó không đẫm nữa, cho nên là phải làm đúng kỹ thuật và làm nhiều kinh nghiệm. Các bạn, rất nhiều bánh rồi này, mấy chục hộp rồi. Và cả bên kia nữa các bạn, bên đằng sau lưng của bác kia nữa này. Bác Vinh đấy. Hết đống gạo này là được, chậu gạo này là phải được 30 hộp bánh này. Một nồi bánh đầy luôn.